Ngứa ở đâu? Quay cái phản ra đây. Chỗ nào? Ôi sorry, sorry. Chỗ nào? Chỗ này à? Hay là chỗ nách này? Ôi trời ơi, một cái phản to như này. Hả? Ôi con đừng viết nữa, sự xấu bây giờ. Ngứa ở đâu? Viết mà ngồi vẹo lưng như thế làm sao mà được? Đâu ngứa ở đâu? Ừ, được rồi, chữ đẹp. Nào, ngứa ở đâu hết, ngứa chưa? Ngứa. Dồi ôi, suốt ngày gãi lưng như này, chết. Sai chỗ mà gãi một tiếng đồng hồ á? Mẹ là người hầu của con à? Nào, được chưa? Ok chưa? Phê chưa? Quay mặt đây xem có phê không nào. Phê của đấy à? Ok chưa? Thế thì gãi đến bao giờ? Ôi trời ơi, cái bụng này béo quá. Giảm cân đi. Không, giảm cân mà. Ừ. Thôi nha, ô cẩn thận.